Hey, Khánh Nguyễn xin chào bà cô bác luôn. Đây là mẹ Khánh đây. Giờ là mẹ Khánh đang lấy đồ để cho Khánh đi về dưới nhà dưới bến lức nè mà mẹ, cô bác ơi. Thì ở đây thì mẹ cũng múc múc đồ cho bên anh chị ba. Đây để Khánh chuyển qua màn hình ở đây. Ơi. Nè con chào ông bà cô bác này con. Nè ở này ở nhà cũng có thịt vịt là múc để gửi qua cho anh chị ba ở bển. Có ăn thịt vịt kho không? Có hả? Trời. Sao chưa giờ nè. Em về có gì tối chiều ăn cơm nha. Dạ cảm ơn bà nội. Ừ. Rồi, cảm ơn bà nội nhìn bà nội bên đây. Hung bà nội cái coi. Hung bà nội rồi đó, hung bà nội giờ mắt lớn mắt cỡ không hung chứ. Rồi. Ê chào con gái về nha. Ơi ta. Vô ăn kem với nha bà. Con thích ăn kem dâu lắm. Ờ. Ăn kem dâu thôi. Trời ơi. Giờ là cho mấy đứa đi chơi cho. Dạ. Dạ. Ui dẹo con nha ta. Trời ơi đẹp quá ta. Đứa nào cũng đẹp trai hết vậy. Trời ơi. Dạ. Dạ để chút xíu con chút sau. Em. Con chuối đâu? Cắt mấy chuối nha. Ăn chuối không Huy? Ăn nhiều lắm rồi. Giờ Phong xuống thay đồ đi Phong. Thay đồ đi đi ăn dắt bữa nay là sẽ anh dắt đi ăn kem. Ghê vậy. Ừ bữa nay dắt. Dắt đi giúp ai dắt về. Không anh dắt đi anh dắt về luôn. Giờ đây. Anh Tư mua dìu con nha Tư. Anh mua dìu cho con nữa nha bà. Dìu bơm bơm. Không dắt đi ăn kem thôi à. Dắt đâu. Trời ơi. Hôm nay là cũng trưa giờ. Hả? Có anh thay cái áo. Rồi sáng giờ thì cũng hai vợ chồng của bạn Huy xuống chơi bây giờ cũng đi về đây ông bà cô bác ơi. Rồi có nha. Dạ. Rồi hai vợ chồng về mạnh khỏe nha. Rồi. Dạ. Giờ là chia tay cho bạn Huy đi về xong rồi Khánh cũng đi về. Bye Khánh nha. Khánh lấy cũng mẹ cũng lấy đồ cho Khánh đi về. Đây mẹ cũng lấy chèm chép cho Khánh đây nè. Huy một bịch thì Khánh cũng có một bịch. Trời ơi. Đây mẹ cũng lấy chèm chép cho bà bán ơi. Rồi chia hết nữa. Bịch con bỏ vô khay mì luôn ha. Dạ con để đó chút xíu con bán từ từ cũng được mà nè. Hả? Rồi con bác Tư ba quên nữa, bác Tư quên cái em kêu chị ba chứ chị ba kêu mà bác Tư quên luôn tiếng. Rồi. Ý trời ơi, mẹ chút xem chút mẹ. Mẹ đứng chưa tới dài với vợ. Rồi, chào hai vợ chồng, chào hai vợ chồng luôn. Đổ cái nón chè tháo cái nón chạy. Em mà mai chè. Nó bị tóc á. À. Chạy ngoài đường nó bị mình chạy nhanh nó bị tóc lên hoài. Giờ mình gỡ cái đó ra mình đeo tính vô được rồi. Đổi nón cũng được. Rồi, thôi bây giờ hai vợ chồng Huy đi về. Nó cầm thỏ. Rồi, thôi bây giờ là Khánh vô lấy đồ. Bây giờ em dắt cái xe của anh ra giùm mấy đứa để anh máng đồ lên luôn với em ơi. Giờ tới xe của Khánh máng đồ bà cô bác ơi. Giờ mẹ cũng quá trời đồ luôn. Rồi. Mẹ lấy xe rùa để. Mẹ lấy xe rùa. Dạ. Để con nói. Để con nói thí lấy bún cùng. Ờ ngáp con. Sáng giờ chưa ngủ giờ ngáp. Chưa giờ không ngủ. Chưa giờ không ngủ. Để giờ Khánh lấy đồ ra đây ông bà cô bác ơi. Máng đồ lên. Đây. Đây mà bà cô bác hồi nãy mẹ có gà, có vịt kho và nước lẩu là mẹ làm xong mẹ cũng gửi cho Khánh luôn đây. Đây Khánh máng lên xe từ từ. Đây máng lên xe từ từ thôi. Thôi con. Đây. Rồi. Đây máng lên xe. Đây có túi chèm chép nữa. Mẹ là mẹ cũng thấy có túi chêm chép đây nữa ông bà cô bác ơi để Khánh về. Khánh làm chêm chép nước mỡ hành. Chêm chép nước mỡ hành. Rồi thôi bây giờ Khánh vô chổng coi mẹ đang lấy gì ở trong nữa đây. Trời ơi mẹ cũng lấy đồ tùm lum hết.
Rồi. Đi vô thay đồ đi. Đang chỉnh. Chỉnh cho đeo nữa hả? Không có, chỉnh cái này đã là lượng. Con mang giày dép thôi, con mang giày. Hả? Mang giày vô cho đẹp. Dạ. Mang giày vô đi cho nó đàng hoàng con. Rồi. Bác Tư kêu mang giày vô. Ờ, mang giày vô cho đi cho nó thoải mái. Bác Tư kêu mang giày vô. Ồ, ừ, đây đẹp quá ta. Rồi. Lấy ra đôi dép ấy đó, dép mà dép mũ đó. Dép bít mỏ á. Mẹ lấy bún rồi, chủ nhật tuần sau được. Chủ nhật sau cũng được. Thôi nhập đi. Nè, mẹ lấy bún rồi lấy mứt dừa nữa nè ông bà cô bác ơi. Nè, sớt cái này nữa nè. Gì mẹ? Này nữa nè. Trời ơi. À, này Hoàng Thánh để nấu đi. Chị Nga chị nói là nấu đi giò đi này kia đó, Hoàng Thánh này ngon lắm mà. Chị làm ở dưới, ở dưới nhà làm luôn để bữa nào xuống dưới Khánh với Phong về dưới thăm chị. Coi cơ ngơi làm bánh. À, bánh này của chị như thế nào. Rồi bây giờ là mẹ lấy Hoành Thánh. Rồi mẹ lấy cái túi Hoành Thánh nha mẹ. Rồi cái túi Hoành Thánh đi. Hả? Thì hỏi mẹ coi đi được rồi ấy đi. Đi nó bé nhỏ đi được rồi đi luôn. Đây nè, đây nè Hoành Thánh ông bà cô bác ơi. Mẹ lấy gì nữa cho mẹ? Mẹ lấy đồ cho Khánh đi về tiếp ông bà cô bác ơi. Rồi ấy đi rồi chuẩn bị đi về nha. Chuẩn bị đi về. Ủa đi về nhà con mà có Thu Thủy đó hả? Không, mình đi về mình mà. Dạ. Trời mẹ lấy bưởi cho Khánh nó kêu bà cô bác ơi. Trời ơi trời ơi. Rồi mẹ lấy bịch. Bịch cho ba luôn. Rồi cà rốt, hành bịch cà rốt ơi. Hành bịch nhanh lên nhanh lên, bẻ bà nội mỗi tay. Rồi rồi, con dịnh cái bịch. Về cái chai này vô. Mẹ con gọt ăn liền nha. Rồi, bùm, bùm, trời ơi quá trời quá đất. Quá trời quá đất luôn. Rồi để sách cho mẹ, đây nặng. Giờ đi, đi lên trước. Rồi đi lên, đi về thôi. Trời ơi, Phong giờ Phong đói bụng. Thôi bây giờ, thôi người thật việc thật. Thôi bây giờ ở nhà ăn uống đi, anh đi về nha. Ở nhà ăn uống rồi, con ấy chuẩn bị đi về luôn mẹ ơi. Rồi, giờ Thí đâu rồi? Cơm nhiều hả mẹ? Rồi đây. Thôi giờ Khánh đi lên xách đồ chuẩn bị đi về luôn mà cô bác ơi. Đi lên máng bưởi lên. Mẹ về rồi. Ôi, chúng ta đi ăn kem nha bà. Thôi đi về nè. Đi về nha. Rồi chuẩn bị đi về nè con, dọn đồ xong rồi. Bỏ bên đây máng bên đây nè con. Rồi Nam bây giờ cũng lấy máng giùm mà cho Khánh đi về nữa mà cô bác ơi. Rồi rồi máng đây đi con. Nè cột cái này giùm chú, giùm chú Tư luôn ha. Rồi Nam ấy chốt. Giờ giờ ấy xong hết rồi. Rồi bây giờ Khánh ra Khánh kiểm tra lại cái đi về nha mà cô bác. Rồi chị ba, giờ chị ba đi qua tình tang qua kìa. đang ăn tình tang đó chứ, thấy quay cái là sườn mặt. đi qua đi vô. Rồi ông bà cô bác ơi, bây giờ nãy giờ mẹ ở nhà mẹ ba tải cho một xe đồ luôn, bây giờ đi về đi ông bà cô bác ơi. Đây thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là đi về luôn thứ sáu. Rồi cũng không biết nói gì hơn là Khánh cũng xin kính chúc bà cô bác là buổi chiều vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, rồi giàu sức khỏe luôn. Giờ là Khánh cũng xin kính chào bà cô bác luôn để vợ chồng Khánh đi về đây. Nè em ơi, chào bà cô bác nè. Nè mẹ ơi, chào khán giả luôn mẹ ơi. Tí ơi, tí chuột chào ông bà cô bác nè. Chị bà đứng ngoài kia. Rồi thôi giờ Khánh cũng xin phép mà khép đoạn video luôn. Rồi bữa nay về tải nguyên một xe đồ luôn bà cô bác ơi. Rồi hẹn bà cô bác ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Rồi.